Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề 8 điều mà đàn ông ước là phụ nữ có thể biết. Họ rất thích là phụ nữ có thể biết nhưng họ lại không thể nói thẳng ra với phụ nữ được. Đôi khi những điểm này mà họ còn phải giấu đi để không cho người phụ nữ của mình biết, nhưng thực ra trong lòng họ rất muốn là người phụ nữ của mình sẽ biết được điều đó. Vậy thì đó là những điều gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Điều đầu tiên mà đàn ông muốn nhưng mà không dám nói ra hoặc là giấu đi cái mong muốn đó, đó chính là mong muốn được khen và được tôn vinh, được vinh danh các bạn ạ. Một người đàn ông thì không thể nào mà bước đến trước mặt cô gái của mình và nói rằng anh rất thích được em khen hay anh rất thích được em nói những lời ngọt ngào. Họ sẽ không dám nói như thế trước mặt bạn, hoặc đôi khi họ muốn như thế mà các bạn biết thì họ còn muốn giấu đi cơ, đúng không? Nhưng mà thực chất là nếu mà như nhận được những lời khen, những lời vinh danh, sự tôn trọng từ các bạn, anh ấy sẽ rất là hạnh phúc. Và từ những cái lời khen của các bạn, những cái lời bình luận tốt của các bạn về anh ấy sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy rất là sung sướng. Ví dụ như hôm nay anh ấy đã sắn tay áo vào bếp và làm cho bạn một cái món mà anh ấy thích. Có thể là món đấy cũng không ngon lắm đâu, nhưng đấy là cái nỗ lực của anh ấy. Và những cái lúc mà anh ấy nỗ lực như thế, anh ấy thực sự là muốn nhận được một cái lời khen từ người vợ hoặc người yêu của mình. Nếu như mà món ăn mà ngon thì mình có thể khen món ăn đấy là ngon như thế nào và mình thích ăn như thế nào, đúng không? Còn nếu như món ăn có không ngon đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể đưa ra những cái câu nói mà nó ngọt ngào, nó làm cho người ta cảm thấy thích, cảm thấy vui, những lời khen. Ví dụ là em rất là hạnh phúc vì được ăn món mà người yêu của em nấu, em rất hạnh phúc vì đã ăn được món ăn mà chồng của em nấu. Hoặc là bạn anh ấy nấu một cái món này và bạn thấy đây là cái món mà em cảm thấy ngọt ngào và ngon nhất từ trước đến nay. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là do tự tay anh nấu cho em, đúng không? Đàn ông rất là thích khen các bạn ạ, nhưng mà họ sẽ không bao giờ nói với các bạn là anh muốn được khen đâu. Cho nên là tất cả cô gái nếu muốn nắm trọn trái tim cần phải biết rằng đây là những điều mà đàn ông họ muốn các bạn làm cho họ nhưng mà họ lại không dám nói ra. Vì thế mỗi ngày đừng ngại sử dụng những cái câu khen, những cái câu mà vinh danh, nói rằng em rất thích, em rất hạnh phúc vì anh làm điều này điều kia, em rất hạnh phúc và em cảm thấy rất vui và tự hào vì anh làm điều này điều kia. Hãy nói với anh ấy điều đó, những lời ngọt ngào mà các bạn cảm thấy rằng từ sâu trong đáy lòng mình muốn nói những câu nói đó để anh ấy cảm thấy vui, để anh ấy cũng cảm thấy hạnh phúc giống như mình ấy. Đó là cái nhu cầu đầu tiên của một người đàn ông mà anh ấy không dám nói ra với các bạn. Cái điều thứ hai mà đàn ông muốn phụ nữ biết nhưng không dám nói ra đó là đàn ông thì cũng khóc. Từ nhỏ đến lớn thì chúng ta luôn nghĩ rằng đàn ông phải là những người mạnh mẽ, thậm chí là những đứa trẻ đi chăng nữa, 3-4 tuổi mà những đứa trẻ mà con trai mà khóc thì mọi người sẽ nói là ôi con trai mà sao lại suốt ngày khóc nhè. Thì từ nhỏ con trai đã phải tiếp nhận với cái suy nghĩ là mình là con trai, mình không được khóc trước mặt mọi người. Và con gái khóc thì bình thường, những em bé khóc thì bình thường, thậm chí là con gái lớn rồi khóc người ta vẫn thấy bình thường. Thậm chí đôi lúc nó còn là cái thể hiện cái sự nữ tính đáng yêu của các bạn nữa. Nhưng mà khi mà đàn ông khóc thì mọi người sẽ nói rằng ui chẳng có nam tính một tí nào hết. Đó chính là lý do mà đàn ông đôi khi họ buồn hoặc đôi khi họ có cảm xúc, họ không dám khóc trước mặt các bạn, hoặc họ đang khóc nhưng mà họ phải giấu đi rằng à mình đang khóc. Cho nên là đàn ông cũng rất muốn các cô gái biết rằng ôi đàn ông cũng là một người bình thường, họ cũng có những lúc mà họ có cảm xúc và họ khóc, họ buồn, họ khóc, họ thất vọng, họ khóc, đôi khi nghĩ đến những cái ký ức buồn họ cũng khóc. Chính vì thế, nếu như trong trường hợp mà người yêu của các bạn hoặc là chồng của các bạn đôi khi mà anh ấy ở bên bạn mà có một cái vấn đề gì đó hoặc là buồn hoặc là gì đó mà khiến cho anh ấy khóc trước mặt các bạn ấy, thì các bạn sau khi mọi chuyện nó đã xong rồi, các bạn tuyệt đối không được lấy cái việc mà anh ấy khóc ra để trêu chọc các anh ấy nhá. Bởi vì mình biết là đôi khi ấy, chúng ta hài hước, chúng ta thấy là ôi bình thường anh chẳng bao giờ khóc, mà có một đợt anh khóc trước mặt mình cảm thấy buồn cười. Hoặc là đôi khi mình sẽ lấy cái sự kiện đó để mình trêu anh ấy là anh khóc trước mặt em như này kia. Nhưng mà mình hy vọng ra cô gái thì đừng khi mà một người đàn ông ấy họ sẽ kiềm chế để bản thân không bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng nếu như có khóc trước mặt các bạn thì sau đó các bạn đừng lấy cái việc đó ra để trêu anh ý, hoặc trêu anh ý thì anh ý sẽ cảm thấy trong lòng không được vui. Thế cho nên là hãy cứ mặc định rằng phụ nữ và đàn ông là những người bình thường, anh ấy cũng có những lúc mà anh ấy phải khóc, mình buồn thì mình khóc, mình cảm xúc thì mình khóc thôi, đúng không? Thế cho nên là chúng ta hãy bình đẳng hóa cái vấn đề này. Đừng có nghĩ là con trai khóc là cái chuyện gì nó không nam tính hay gì cả. Hãy bình đẳng và cho anh ấy quyền được có cảm xúc và có quyền được khóc. Cái điều thứ ba mà một người đàn ông hy vọng các cô gái biết đó chính là đàn ông thì thường là không thích buôn dưa lê.
giống như con gái. Đôi khi con gái có thể ngồi cả ngày cả buổi để nói chuyện với cô bạn gái của mình, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, thậm chí không có cái chuyện gì mà không chia sẻ với nhau hết, chuyện gì cũng nói với nhau hết. Nhưng mà đàn ông thì không như thế, đàn ông không chia sẻ quá nhiều với nhau, tức là đàn ông thì họ chơi với nhau, họ chỉ chia sẻ những cái vấn đề mà về con trai với nhau thôi. Ví dụ cùng có sở thích đá bóng, chia sẻ những cái quan điểm về đá bóng, các cầu thủ này, cầu thủ kia. Họ cùng có sở thích đi bơi thì họ cũng sẽ nói về những cái chủ đề đó, và nói về cái chủ đề mà nó đàn ông, chứ không giống như con gái, tức là thích nói chuyện hoặc buôn dưa lê cả ngày. Và thường ý thì đàn ông cũng không thích những cái người mà hay buôn dưa lê đâu các bạn ạ. Đôi khi tán gẫu cho vui thì không sao, nhưng đặc biệt tránh cái trường hợp là đi buôn dưa lê xong rồi nói xấu người khác thì đó là một chuyện mà chúng ta nên tránh. Bởi vì không ai thích một cô gái mà cứ hay đi nói xấu người khác cả. Trước bề mặt thì là bạn của nhau và đằng sau thì lại nói xấu, thì tự dưng là lại làm mất hình ảnh của mình trong mắt anh ấy, đúng không? Cho nên là mình đôi lúc mình có thể buôn dưa lê, mình có thể tán gẫu, mình đôi khi mình bốc phét, nhưng mà cũng không nhưng mà cũng nên tuyệt đối tránh là không nên nói xấu người khác các bạn nhá. Khi mà mình nói chuyện mình thấy mình có xu hướng là sắp sửa nói cái người này có điểm này không tốt, điểm kia chưa tốt, thì thôi mình dừng đi. Nói chung là những cái điểm xấu điểm tốt thì ai cũng có, cho nên là mình mỗi một người thì mình hãy chấp nhận cái điều đó ở mọi người đi, cho nên là cũng không nên buôn dưa lê về cái điểm xấu của ai đó quá nhiều các bạn nhé. Điểm số 4 mà đàn ông hy vọng phụ nữ sẽ biết mà không dám nói ra, đó chính là đàn ông sẽ rất vui khi phụ nữ chủ động. Bởi vì theo quan niệm truyền thống thì lúc nào cũng phải là trâu đi tìm cọc chứ không có cọc đi tìm trâu. Và lúc nào người đàn ông họ cũng phải là người chủ động trong tất cả mọi thứ, ví dụ như là việc tán tỉnh các bạn này, việc rủ các bạn đi chơi này, hoặc cái gì anh cũng phải chủ động thì anh ấy sẽ cảm thấy nó bất công với anh ý. Cho nên là nếu như một người đàn ông cũng thích các bạn mà các bạn cũng đã được các bạn thích lại, mà đôi khi các bạn lại chủ động nữa, mình không nói là lúc nào các bạn cũng là người chủ động, nhưng mà đôi khi các bạn sẽ chủ động một vài lần để đôi khi người đàn ông người ta sẽ thấy đó là một điều rất thú vị và anh ấy thích được như thế. Bởi vì sao? Khi mà con gái được tán tỉnh ấy thì mình sẽ có cảm giác là mình giống như là một cô công chúa ấy, được mọi người thích, được anh ấy thích, được anh ấy yêu, đúng không? Mình cũng cảm thấy rất là sướng. Vậy thì đàn ông đôi khi họ cũng có cái mong muốn là được cô gái của mình thích chủ động. Nó thể hiện rằng ôi, anh ấy có sức hút, chứ không phải là đàn ông lúc nào cũng đi muốn là mình sẽ là chủ động đâu. Đương nhiên là đàn ông thì thường là người sẽ chủ động và họ cũng muốn chủ động, nhưng thỉnh thoảng các bạn hãy là những cô gái chủ động đi, chủ động nhắn tin cho anh ấy, chủ động trò chuyện với anh ấy. Hoặc đôi khi ở trên đường, hoặc ở công ty, hoặc ở một cuộc họp, hoặc ở một cuộc bữa tiệc, mình thấy có chàng trai mà mình thích, mình chủ động nói chuyện với anh ấy. Chủ động nói chuyện không có nghĩa là các bạn mất giá hay như thế nào cả. Nó thể hiện rằng ô, mình thân thiện là cái thứ nhất. Và đôi khi mà khi các bạn chủ động nói chuyện với một người đàn ông, người ta sẽ rất vui ở trong lòng, người ta sẽ nghĩ là ôi, anh ấy sẽ nghĩ rằng ôi, cô ấy chủ động với mình. Và anh ấy sẽ tự hào trong lòng, anh ấy sẽ rất vui vì ồ, mình có sức hút các bạn ạ. Hoặc đôi khi trong cái chuyện chăn gối của vợ chồng cũng thế, không phải lúc nào người đàn ông cũng phải là người chủ động khơi gợi cái chuyện đó. Đôi khi con phụ nữ, đặc biệt là trong quan hệ hôn nhân, các bạn cũng đôi khi các bạn cũng sẽ chủ động để cho anh ấy cảm thấy rằng trong cái việc này không phải là chỉ có mỗi một mình đàn ông là thích thôi. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng chủ động, nhưng mà đôi khi chủ động sẽ làm cho đàn ông rất là vui và họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Họ cảm thấy tự hào về bản thân mình hơn, họ cảm thấy tự tin về bản thân mình hơn. Và cái điều số 5 ở đàn ông đó là đàn ông đôi khi cũng sẽ sợ mất người mình yêu, đôi khi cũng ghen tị đấy. Không phải là chỉ con gái mới ghen tị thôi đâu, đàn ông cũng ghen tị khi mà người phụ nữ của mình, có thể là môi trường làm việc của cô ấy tiếp xúc với nhiều những người đàn ông giỏi, hoặc là tiếp xúc với những người đàn ông mà tốt hơn anh ấy ở một điểm nào đó mà anh ấy cảm thấy rằng mình chưa thực sự rất tự tin ở điểm đó, thì anh ấy cũng đôi khi cũng tự ti là liệu mình có đủ tốt để ở bên cô ấy không, hoặc là cái điểm này mình chưa đủ tốt, cái điểm kia mình chưa đủ tốt, mà phải có một cái người nào đó mà ở bên cạnh bạn ấy hoặc là cũng đang tán tỉnh các bạn lại có nhiều cái điểm tốt hơn anh ấy, thì anh ấy sẽ tự ti về bản thân mình. Đương nhiên điều này anh ấy sẽ không nói, anh ấy tự ti ở trong lòng và anh ấy sẽ thể hiện ra cái sự ghen tị của mình khi mà bạn đi ra ngoài nhiều quá, hoặc là đi công việc, hoặc tiếp xúc với những người đàn ông mà có những cái điểm tốt hơn anh ấy.
thì đó cũng là một cái tâm lý của đàn ông mà họ không dám nói ra với các bạn. Họ không thể nói rằng anh tự ti về bản thân, anh tự ti rằng có điểm này người ta hơn mình, điểm kia người ta hơn mình mà anh ấy không muốn bạn ra ngoài, đúng không? Anh ấy không thể nói như thế, anh ấy không dám nói như thế, nhưng anh ấy hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu. Để trong mối quan hệ tình yêu của các bạn, hãy cảm nhận được điều đó và cho anh ấy có cảm giác an toàn trong mối quan hệ của bạn. Hoặc ví dụ trong những tình huống như thế này, có đôi khi anh ấy tự ti về bản thân mình thì các bạn cũng sẽ là người ở đó và để cho anh ấy không phải là nói thẳng cái câu gì đó mà nó quá lộ liễu là mình muốn an ủi anh ấy, mà nói những cái câu gì đó nó thực sự tự nhiên để cho anh ấy cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Ví dụ như các bạn có thể chỉ ra những cái hành động mà anh đã làm, những cảm xúc mà anh ấy đã dành cho các bạn, những cái sự việc gì đó mà anh ấy làm cho các bạn có cảm giác được yêu, cảm giác anh ấy là một người đặc biệt ý. Thì hãy nói với anh ấy là anh là một người duy nhất là đặc biệt trong mắt em. Đó, những cái câu nói như thế nó sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Nói chung người đàn ông luôn luôn muốn mình là người duy nhất và mình là một người đặc biệt trong mắt của cô gái mình yêu. Chứ nếu các bạn cho anh ấy thấy được rằng anh ấy là duy nhất, anh ấy là đặc biệt, anh ấy là nhất và không có ai có thể so sánh được với anh ấy, mặc dù có những người có cái này cái kia hơn anh ấy, nhưng trong mắt bạn đó, điều quan trọng là trong mắt bạn anh ấy luôn là số 1, thì anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Anh ấy sẽ không nói với bạn đâu, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cái nhu cầu này của anh ấy các bạn nhá. Điều số 6 mà đàn ông muốn đó chính là các bạn hãy nói ra suy nghĩ của các bạn mỗi khi các bạn tức giận hoặc mỗi khi các bạn không hài lòng, các bạn không vui. Bởi vì đôi khi là con gái chúng ta cứ bận với cái việc là mình giận và mình không nghĩ là mình sẽ phải nói chuyện với anh ấy, không chia sẻ với anh ấy cái suy nghĩ của mình, dẫn đến là anh ấy không biết là rốt cuộc thì mình đang nghĩ gì, rốt cuộc thì cảm xúc của mình như thế nào. Bởi vì đôi khi trong cuộc sống có những cái vấn đề mà cách nhìn của hai bạn vào cùng một vấn đề đó nó sẽ khác nhau, dẫn đến là anh ấy cảm thấy nó bình thường thôi, nhưng các bạn thì cảm thấy nó không bình thường một chút nào hết. Anh ấy nói như thế, anh ấy làm như thế, mình sẽ khiến mình không vui, sẽ khiến cho mình có cảm giác không được thoải mái. Thì những cái cảm xúc của các bạn như thế, mỗi khi các bạn tức giận, anh ấy hy vọng rằng các bạn sẽ nói ra cho anh ấy, chứ không phải là anh ấy gọi không nói, hỏi không thưa, gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời trong một thời gian dài mà mãi cũng không trả lời, dẫn đến là cái người đàn ông người ta cảm thấy khó chịu ở trong người. Người ta thực sự muốn các bạn hãy nói ra cho anh ấy. Mặc dù sau khi nói ít nhất thì người ta cũng phải biết là bạn đang giận vì cái lý do gì và cảm xúc của các bạn như thế nào, thì người ta mới thực sự hiểu cho cái sự tức giận của các bạn. Còn nếu các bạn không nói ra, anh ấy sẽ nghĩ là cô ấy quá vô lý, trong khi cái quan điểm của anh ấy thì lại là khác, đúng không? Dù đôi khi kể cả anh ấy không đồng ý với quan điểm của các bạn đi chăng nữa, các bạn vẫn nên nói ra quan điểm cũng như suy nghĩ của mình, chứ đừng có giận và sau đó là không nói gì hết. Điều số 7 ở đàn ông mà họ không dám thể hiện ra cho các cô gái nhưng mà họ hy vọng các cô gái sẽ biết, đó là đàn ông cũng cực kỳ cảm xúc, cũng cực kỳ tình cảm đó. Đó là khi mà các bạn xem những cái bộ phim mà nó cảm động, không chỉ con gái ngồi đó và khóc rưng rức lên, có khi là cái lúc mà anh ấy lấy khăn giấy cho bạn để bạn lau thì đấy cũng là lúc mà anh ấy cũng phải dùng tay để lau nước mắt của mình. Bởi vì đàn ông cũng là người mà, đúng không? Anh ấy cũng có cảm xúc, anh ấy cũng cảm động, vì đàn ông cũng sống rất tình cảm. Nhưng mà họ tình cảm như thế, họ dễ cảm xúc như thế, nhưng mà họ không dám thể hiện ra cho các bạn biết. Bởi vì thể hiện ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng anh ấy yếu đuối, anh ấy không nam tính. Đó là điều mà anh ấy che giấu. Và điều số 8 mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là anh ấy muốn các bạn hãy xem các video của Toàn Nguyễn để biết rằng trong mỗi tình huống trong tình yêu chúng ta nên ứng xử như thế nào để cả hai cùng hạnh phúc, cả hai cùng vui vẻ và hướng tới một tình yêu tuyệt vời. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua mình cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì có rất là nhiều những cái comment cũng như là những cái tin nhắn của các bạn gửi cho mình, và các bạn nói rằng những cái video mà mình làm nó đã thay đổi cuộc sống của các bạn như thế nào. Mình cảm thấy thực sự hạnh phúc vì điều đó. Có những cô gái đã ứng dụng được vào trong cuộc sống của mình và khiến mình trở nên hạnh phúc hơn. Có những cô gái đang nghe, đang ứng dụng và đang trên hành trình đến với hạnh phúc của mình. Mình sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu mình biết rằng có ngày càng có càng nhiều những cô gái đang bước ra từ trong đau khổ để đến với con đường hạnh phúc của mình. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua, và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên con đường này để ngày càng nhiều hơn những cô gái có được hạnh phúc ở trong đời của mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những thắc mắc trong tình yêu và muốn được mình đăng trên các video như thế này, thì các bạn hãy lên Facebook, các bạn tìm kiếm Toàn Nguyễn, sẽ ra cái trang của mình, các bạn nhấn vào theo dõi và
like sau đó vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn nhé. Mình sẽ không trả lời riêng bất kỳ một cái tin nhắn nào cả, mà mình mỗi tuần mình sẽ chọn những cái câu chuyện may mắn để đăng trên các video như thế này, nên mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em có theo dõi chị trên YouTube và thấy chị nói rất hay, em rất mong sẽ được chị tư vấn giúp em ạ. Khoảng tháng 10 năm 2019 em có quen và yêu một người. Nhưng trong khoảng thời gian mới yêu, em vẫn không quên được người yêu cũ. Người yêu cũ của em là bạn và cũng là người yêu em yêu, cũng là người em yêu thầm rất lâu. Đến khi chia tay thì bọn em đã quen nhau được gần 10 năm và yêu nhau được gần 3 năm ạ. Sau khi chia tay người yêu cũ, em giống như bị trầm cảm chị ạ. Em nói chuyện, gặp gỡ rồi đi chơi với nhiều người khác nhau. Có những người có cảm tình, nhưng những tổn thương trong quá khứ khiến em không dám yêu ai cả. Cho đến khi em gặp người yêu em vừa rồi, sự nghiêm túc của anh ấy khiến em nghiêm túc lại, đỡ sống buông thả hơn, nhưng em vẫn chưa bao giờ hoàn toàn quên được người yêu cũ. Khi gia đình anh ấy giục cưới, em đã nói với người yêu cũ em là nếu như quay lại thì em sẽ không cưới nữa. Rồi có lần em nói với người yêu cũ em là em xuống Hà Nội, em qua chỗ người yêu cũ em mấy hôm. Người yêu cũ em không trả lời, nhưng mấy lần em xuống Hà Nội em cũng đều không đến gặp. Rồi có lần anh ấy đọc được tất cả những điều ấy, anh ấy buồn nhưng vẫn yêu em, không vui nhưng không nói ra để chuyện cưới xin có thể diễn ra. Sau tất cả thì sự bao dung, tình thương của anh ấy đối với em giúp em cảm thấy rằng mình thực sự được yêu. Em quên người yêu cũ, em cũng không nói chuyện hay đi chơi với một người con trai nào cả. Lúc đó em không biết được rằng từ khi đọc được những dòng tin nhắn của em, anh ấy đã không còn tin và tình cảm cũng nhạt dần đi. Khi bọn em xảy ra tranh cãi trong một thời gian dài thì anh ấy luôn nhường nhịn, nhưng chỉ trong 2 tuần trước và sau ngày ăn hỏi của em, tranh cãi cứ liên tục xảy ra, rồi bọn em chia tay, rồi hủy hôn. Em biết là khi xảy ra mâu thuẫn như vậy, gia đình anh ấy cũng không chấp nhận để bọn em đến với nhau được nữa, nên tác động rất nhiều đến anh ấy. Em lại phạm phải sai lầm là níu kéo anh ấy suốt 2 tháng sau đó. Anh ấy chặn hết Zalo, Facebook của em. Liệu em có còn cơ hội nào để cứu vãn được không hả chị? Em cảm ơn chị. Em thân mến, thực sự câu chuyện của em cũng sẽ là một bài học cho rất nhiều các cô gái khác hoặc những chàng trai khác. Khi mà yêu mà chúng ta không có đầy đủ cái sự nghiêm túc, chân thành và trân trọng đối với người hiện tại của mình. Em ạ, trong cái video, rất nhiều các video của chị ý, thì chị cũng có chia sẻ rằng cái nguyên tắc để chúng ta có được hạnh phúc ý, là chúng ta phải biết trân trọng người của hiện tại. Còn em thì em lại quá trân trọng người của quá khứ. Có thể là vì trước đấy không ai chỉ cho em, không ai nói cho em, và rồi em cứ hành động theo cái bản năng đấy. Bởi vì giữa em và người yêu cũ có đến 10 năm quen nhau rồi mà, 3 năm yêu nhau nhưng mà 10 năm quen nhau, và em cũng yêu thầm người ta rất là lâu rồi. Thì tình cảm của em có thể với người ta rất là sâu đậm. Nhưng cũng chỉ vì những cái sai lầm đấy của mình mà mình phải trả giá quá lớn. Cho nên đây cũng là một lần nữa chị cũng muốn nhắc nhở tất cả các bạn luôn. Nếu các bạn muốn có hạnh phúc ở trong cuộc sống này, các bạn phải biết trân trọng người của hiện tại. Còn nếu như các bạn không thể quên được người cũ thì tạm thời đừng có bước tới và bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào khác. Các bạn đừng bao giờ bước vào một mối quan hệ nào khác để chơi bời hay là để quên đi người cũ, vì trên đời này nó là cái quy luật của cuộc sống. Mình sống tốt, mình sống đúng, mình sống đạo đức, mình sống cao thượng thì mình sẽ nhận lại được một cái tình yêu giống hệt như thế. Còn nếu chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nghĩ rằng cái bí mật đấy chỉ chúng ta biết thôi, người kia không biết đâu và mình có thể lừa được họ. Không, người đang làm trời đang nhìn, con người vẫn đang phải tiếp tục trả giá cho những hành động mình làm. Đấy, cho nên là nếu như muốn có hạnh phúc thì đừng bao giờ mắc phải cái sai lầm giống như bạn gái trong câu chuyện này nhá. Còn bây giờ đối với bạn gái thì mọi sự nó đã xảy ra rồi. Chị hiểu cái cảm xúc và cái tâm lý của người đàn ông mà sắp làm chồng em rồi. Thực sự anh ấy cũng bị sốc lớn lắm. Bởi vì như em nói ấy, anh ấy yêu em chân thành như thế, đúng không? Anh ấy yêu em nó thực sự rất chân thành. Mà thực sự là khi em đối xử với anh ấy như vậy, nó là sự bất công quá lớn. Đến lúc gần cưới rồi em vẫn còn nhắn tin cho người yêu cũ và nói rằng nếu người yêu cũ quay lại thì em sẽ hủy hôn ngay. Thế người yêu mới của em là gì? Hỏi em, người ta chỉ là người thế chỗ à? Là gia vị cho tình yêu của em với người yêu cũ à? Chị nói thật là bất kỳ
kỳ một người đàn ông nào mà biết giá trị của mình sau khi đọc được những cái lời đấy của em ấy, sau khi biết tất cả những điều đấy của em á, ngay lập tức người ta coi em là có giá trị là bằng con số 0 với người ta. Vì em có chân thành với người ta đâu. Người ta có thể yêu em rất nhiều, hy sinh với em mọi thứ, làm cho em tất cả, cao thượng với em rất nhiều. Nhưng mà người ta cần biết là em chân thành với người ta. Nhưng một khi biết rằng trong lòng em có một người khác mà còn coi người ta không ra gì nữa. Em ạ, nếu em coi người ta ra gì thì em sẽ không bao giờ ở trong cái thời điểm mà em sắp cưới em lại nói là nếu người yêu cũ quay lại thì em sẽ quay lại với người yêu cũ chứ em sẽ không cưới người này nữa. Ồ thế bây giờ cũng may, mà cũng may là người yêu cũ người ta không quay lại đấy. Chứ nếu người ta không quay lại thì em làm tổn thương người mới á. Hỏi em tại sao lại nghĩ rằng em tự cho mình cái quyền làm điều đấy, làm cái điều tồi tệ đấy với người khác? Em không hề coi trọng cảm xúc của người khác, em coi thường cảm xúc của người khác, em làm người khác đau khổ và em nghĩ rằng em sẽ có được hạnh phúc á. Không em ạ, chị đã nói rồi, muốn có hạnh phúc mình phải yêu một cách đạo đức và mình phải yêu một cách cao thượng. Chừng nào mình biết học cách yêu cao thượng và yêu đạo đức thì lúc đấy mình mới có thể có được một cái tình yêu mà nó chân thành nhất và nó lâu dài nhất. Em ạ, em đang thiếu cái điều đấy và thực sự chị cảm thấy rất là thiệt thòi và ấm ức cho người mà chuẩn bị cưới em á. Và cái phản ứng của anh ấy là không sai, ngay cả khi vào cái thời điểm đấy anh ấy kìm nén tất cả mọi thứ để tiếp tục cái cuộc hôn sự với em. Nhưng em có biết điều gì không? Có thể là vì lúc đấy người ta còn có tình cảm với em nhiều quá và tự dưng sắp xếp tất cả mọi thứ rồi mới bây giờ hủy hôn. Người ta không làm được điều đó. Hoặc cũng có thể là vì mặt mũi với người này người kia người ta cứ tiếp tục. Người ta có thể gạt đi là vì còn tình cảm với em hoặc vì gia đình, vì quan viên hai họ. Thế nhưng mà từ sâu thẳm trong trái tim của người ta, người ta sẽ không bao giờ có thể yêu em một cách trọn vẹn được nữa. Bởi vì sao? Em có yêu người ta đâu, đúng không? Có thể trước đây người ta đã ảo tưởng, người ta nghĩ rằng em yêu người ta cơ. Thì người ta có thể làm mọi thứ vì em, người ta chẳng nề hà cái gì. Coi em như một công chúa, chiều chuộng em như một bà hoàng, anh làm được hết. Nhưng mà với một điều kiện là em chung thủy với anh ấy, em chỉ có một mình anh ấy trong trái tim thôi, thì anh mới làm những điều đấy. Chứ còn anh ấy có ngu đâu. Em nghĩ anh ấy ngu à? Đúng không? Anh không ngu. Chẳng ai đi ngu mà đi công cung phụng một cái cô gái mà trong lòng có một người đàn ông khác, thậm chí sắp sửa cưới mình rồi còn nghĩ rằng, còn nói với người yêu cũ là chỉ cần người yêu cũ quay lại thì bắt đầu là sẽ bỏ mình ngay. Ai người ta yêu một cô gái như thế hả em? Mà có thể là ví dụ như cảm xúc người ta yêu quá nhưng trong lòng người ta vẫn hận em à? Bởi vì em làm người tổn thương người ta quá lớn rồi. Chị nói thật đi, trong tình yêu chúng ta phải luôn luôn giữ cái đạo đức ở đấy. Thà rằng mình làm tổn thương mình chứ đừng bao giờ làm tổn thương người khác. Cái đấy không phải là thiệt, mà cái đấy chính là nền tảng để em sẽ có được hạnh phúc trong tương lai, để em được người ta trân trọng. Chứ còn bây giờ mình sống không đạo đức trong tình yêu thì làm sao mà mình có thể được người ta trân trọng, người ta yêu thương được đấy. Có thể chị nói từ ngữ thì nó hơi bị nặng một chút, nhưng nói nặng để em hiểu ra, để em biết rằng mình đã mắc sai ở đâu, và để em đừng bao giờ như thế nữa. Em ạ, tại sao chị lại nói nó vi phạm nghiêm trọng đến cái đạo đức trong tình yêu? Đấy là việc trong quá trình mà yêu cái anh người yêu mới này, em cứ trực chờ để có thể quay lại với người yêu cũ. Trong lòng em chưa bao giờ chung thủy với anh ấy cả. Và đúng rồi, và đấy là cái cách em đối xử với anh ấy. Và em hy vọng rằng bây giờ anh ấy sẽ đối xử tốt với em á. Không có chuyện đó. Thà rằng anh không biết thì thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ anh biết rồi thì không bao giờ có chuyện như thế xảy ra cả. Chị rất là chia buồn với em. Và bây giờ em muốn hỏi chị một câu, tức là bây giờ còn có cơ hội nào cho bọn em hay không? Thì bây giờ nói chung là nếu mà anh ấy chưa có người mới thì mình vẫn còn nước còn tát thôi. Mình thể hiện cái sự chân thành của mình với anh ấy, nhưng nó phải là cao thượng. Bây giờ nếu em có thể làm được một điều này thì hãy cố gắng này. Bây giờ ngay cả người yêu cũ có quỳ lạy và van xin em cũng không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Đấy, em chắc nịch được với một cái điều như thế. Và em biết rằng em chỉ có yêu một mình cái người yêu mới này thôi. Nếu em làm được như thế thì hãy cố gắng và nỗ lực làm những cái khác. Còn nếu bây giờ em bảo với chị là làm thế nào để cứu vãn cái cuộc tình này, trong khi nếu như người yêu cũ mà đòi quay lại cái là em quay lại luôn thì không bao giờ có chuyện. Thì cái chuyện đấy nó hoang đường lắm. Em ạ, cho nên nếu bây giờ em xác định là bây giờ em biết được rằng tình yêu đích thực của mình chỉ yêu mà mình chỉ dành cho có một người thôi, đấy là cái người đàn ông mà người yêu mới đấy của em. Và dù cái người yêu cũ kia có quay lại quỳ gối van xin và nói bất cứ điều gì, em không bao giờ quay lại với người kia, thì
Đấy mới là lúc em thấy rằng mình có đủ tư cách để có thể tiếp tục theo đuổi người yêu mới này của em nhá. Còn nếu không, mình không đủ tư cách để theo đuổi anh ấy, mà mình cũng đừng theo đuổi anh ấy làm gì mà để làm anh khổ cả. Chứ không phải là vì mình ích kỷ. Bây giờ mình cần có một người đàn ông trong cuộc đời mình nên mình cứ phải níu kéo. Thì đừng làm như thế nhá. Đấy, đấy là cái nền tảng đầu tiên. Mà nếu em làm được thì em hãy bước tới cái bước tiếp theo. Đấy là em sẽ dùng sự chân thành, sự cao thượng và sự tuyệt vời nhất của mình để đối xử với người đàn ông là người yêu mới đấy của em, nhưng đã bây giờ đã đang muốn hủy hôn ấy. Thực sự đến cái bước hủy hôn nó cũng là một cái bước nó quá là nghiêm trọng rồi, và nói chung cơ hội rất thấp. Nhưng mà còn nước thì cứ còn tát. Mình cứ dùng những cái sự chân thành nhất của mình để đối xử với anh ấy, mình cứ cao thượng đi rồi thì điều gì cần đến nó cũng sẽ đến. Chị nghĩ rằng em làm tất cả mọi thứ em phải nghĩ cho anh ấy đầu tiên, chứ em không thể nghĩ đến mình được. Không phải là mình thèm yêu thương, mình muốn được yêu thương, mình muốn được cưới thì mình nhắn tin cho anh ấy mà mình nói cái này cái kia, không. Bây giờ mình vì anh ấy. Có thể là đôi khi em sẽ nhắn một cái vài cái tin để anh không còn bị tổn thương nữa, nhưng đừng mong chờ quá nhiều mọi thứ dành cho mình. Có thể nói với anh ấy này: em thực sự xin lỗi anh vì tất cả những điều đã xảy ra. Đấy, sau tất cả những xảy ra em đã có một cái buổi xin lỗi nó nghiêm túc với anh ấy chưa? Em thực sự sau đó em nói là em thực sự nói những cái điều này, những cái dòng này không phải là để níu kéo hay bắt buộc hay là để xin xỏ một cái điều gì đó từ anh, mà em chỉ muốn nói với anh rằng sau tất cả những điều đã xảy ra, em nhận ra rằng anh mới là người đàn ông tuyệt vời nhất và đáng trân trọng nhất mà em đã bỏ lỡ. Thực sự em không dám hy vọng nhiều, em cũng không dám hy vọng là anh sẽ quay lại và có tình cảm với em, nhưng mà em cũng hy vọng là sẽ chia sẻ những điều này để anh biết rằng tất cả những cái điều mà sai, lỗi sai mà em đã làm, bây giờ em đã nhận ra rồi. Và em muốn anh hiểu rằng anh là một người đàn ông rất tuyệt vời, và bỏ lỡ anh, đấy là cái sự thiệt thòi của em, và đấy cũng là cái lỗi lầm của em. Thực sự sau tất cả, đến khi anh đi rồi em mới nhận ra rằng em không hề yêu người cũ. Tình cảm với người cũ nó chỉ là tại vì trước đây mình đã bị bỏ rơi và rồi mình cứ thèm khát, mình cứ mong muốn nó sở hữu lại cái thứ đó từng thuộc về mình thôi. Chị em không hề yêu anh ta. Đấy, em phải nói thì em không hề yêu anh ta. Mà người em yêu thực sự chính là anh. Và em có thể nói thật với anh rằng ngay cả bây giờ người yêu cũ kia có quay lại để quỳ gối cầu xin em thì cũng không bao giờ, không bao giờ em quay lại với anh ta cả. Vì thực sự em đã biết rằng trong trái tim em thì chỉ có một mình anh thôi. Và tình yêu với anh nó mới là tình yêu thực sự và đích thực. Còn với người kia nó không phải là tình yêu nữa. Em chỉ mong là anh sẽ hiểu điều đó để biết rằng em thực sự biết rằng mình đã làm tổn thương anh biết bao nhiêu. Và em hy vọng, em mong những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, dù là hạnh phúc đấy có ở bên em hay không. Đấy, em hãy nhắn những cái điều đấy với anh ấy, và để anh ấy hiểu được rằng à, anh ấy có giá trị. Em thực sự đã sai, em biết được điều đó. Và để cho anh nhận ra rằng à, anh mới là đặc biệt. Chỉ có điều là trước đây em chưa nhận ra mà thôi. Em chưa nhận ra rằng chính anh mới là người mà em yêu, chứ không phải là người kia. Để em phải phủ nhận tất cả những cái điều mà trước đây em đã làm, rằng có thể đấy chỉ là cái sự nhất thời của em, đấy là cái suy nghĩ mà em muốn sở hữu lại những gì em từng có thôi, chứ người em yêu chỉ có một mình anh thôi. Em phải chắc nịch, em phải nói đúng cái điều đấy nhá. Em phải luôn luôn bám vào cái điều đấy, thì lúc đấy mới có lý do để người đàn ông kia quay lại với em. Rồi sau đó bất kể anh ấy nói gì, anh ấy tin hay không, anh ấy ngọt ngào hay anh ấy lạnh nhạt, sau đấy dù em có làm điều gì cũng hãy nghĩ đến anh ấy trước. Mong những điều hạnh phúc nhất đến với anh ấy. Bởi vì anh không làm gì sai với em cả. Anh chỉ làm những cái điều anh cần làm thôi. Còn người sai từ đầu đến cuối là mình. Thì mình cứ cố gắng để sửa tất cả những lỗi sai, học cách cao thượng hơn, học cách cống hiến những điều tuyệt vời hơn cho anh ấy. Còn nếu như một ngày nào đấy mà anh ấy có một cô gái khác thì cũng hãy làm một cô gái cao thượng để chúc phúc cho anh ấy. Rồi sau đấy thì mình đi trên con đường hạnh phúc của mình thôi em nhá. Còn nếu anh không có người khác mà sau tất cả anh nhận ra anh vẫn còn yêu mình, lại thấy rằng à, chính mình nhận ra rằng anh ấy mới là tình yêu đích thực và anh ấy quay lại với mình, thì đấy là cái điều rất là tuyệt vời. Và chị hy vọng rằng cái điều tuyệt vời đấy nó cũng sẽ xảy ra với em. Nhưng bây giờ em phải có tư duy rất là đúng nhá. Tư duy rất là đúng để biết rằng mình phải yêu một cách đạo đức, và biết là ai mới là người mình đáng trân trọng. Người hiện tại của em mới là người đáng trân trọng, còn người cũ không đáng một xu nhá. Đấy là lời khuyên chân thành của chị dành cho em đấy. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.